Nhạc phẩm mà kế tiếp chị, khi mà em nhìn vào cái program thì mình cũng hơi thấy nó lạ lạ. Nhạc phẩm là 9 tháng 10 ngày. Kính thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Quốc Huy. Xin quý vị cùng chào đón nam ca sĩ Hoàng Tâm. Nằm chỗ ướt mẹ lăn, bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng khơi sương, thân hao gầy nhìn mẹ xót thương, nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được với. Xin ông trời ban cho phước lành, con dài khờ được lớn khôn nhân, thân hao gầy lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, giờ này con đã nên người, giờ này mẹ ở nơi đâu, bao hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu, bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim, con hối hận giờ quá muôn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ sầu nhỏ lệ con tim, con hối hận giờ quá muôn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu, con hối hận giờ quá muôn màng, suốt cuộc
đời sám hối ăn năn biết bao giờ. Gặp lại mẹ yêu.